liên doanh EV Đài Loan của Foxtron và Yulan Moto Group đã ra mắt một mẫu xe sedan, SUV và xe buýt đô thị sang trọng. Honhai Technology Group, nhà sản xuất công nghệ Đài Loan hay còn gọi là Foxconn, vừa ra mắt 3 nguyên mẫu xe chạy bằng pin điện BEV mới tại một sự kiện lớn có tên Honhai Tech Day 2021 SSPD 21. The Foxconn Model C, các nguyên mẫu SUV điện Model C được thiết kế dành cho người mua tìm kiếm các hình dạng, không gian, năng lượng và năng lượng tiêu thụ quyền mua xe điện của họ. Nó có tổng chiều dài 15,2 feet, chiều dài cơ sở 9,4 feet và đủ chỗ cho 7 người với cách sắp xếp chỗ ngồi 5+2. Với hệ số cản trơn 0,27, nó có phạm vi hoạt động dự kiến là 435 dặm trong khi tăng tốc từ 0 đến 62 dặm một giờ chỉ trong 3,8 giây. Foxtron cho biết khách hàng có thể mong đợi hiệu suất cao, trí thông minh cao, tiêu thụ năng lượng thấp và không gian rộng rãi với mức giá hợp lý tương đương với một chiếc xe chạy bằng nhiên liệu. The Foxtron Model E gắn bó với tập đoàn thiết kế nổi tiếng của Ý, Pininfarina. Model E là một chiếc sedan sang trọng sử dụng nền tảng BEV module. Với vẻ ngoài tuyệt vời, nếu mơ hồ là Lucid EX, Foxtron mong đợi hiệu suất phù hợp. Công suất dự kiến của chiếc xe này là 750 mã lực, sẽ vượt qua Model E lên 62 dặm một giờ chỉ trong 2,8 giây. Như Foxconn nói, gần như với tốc độ của một chiếc xe đua công thức 1. Ngay cả với tốc độ và công suất đầu ra đó, họ dự đoán phạm vi hoạt động của chiếc sedan hạng sang là 466 dặm. Nếu đúng, nó có khả năng trẻ ưa vận động Tesla Model S. Tuy nhiên, nó sẽ chỉ là thiếu sót so với những gì chúng ta có thể nhìn thấy từ Lucid E, nhưng Lucid tuyên bố phạm vi 517 dặm. Lo lắng về phạm vi chắc chắn đã trở thành dĩ vãng, nhưng liệu những con số này có bắt đầu thuyết phục người mua chuyển đổi sang xe điện không? Facebook và Twitter luôn nói không, nhưng hầu hết người mua xe hơi cũng không phải là thiểu số ồn ào. Các tính năng thú vị nhất của nguyên mẫu Model E là khu vực ghế sau trở thành một văn phòng di động và cho phép các thiết bị di động kết nối liền mạch với nó. Họ mong đợi sẽ bao gồm các ứng dụng thông minh cho phép nhận dạng khuôn mặt để mở cửa. The Model T, nếu phương tiện giao thông tàu điện ngầm địa phương của bạn lo lắng về cách họ tìm kiếm cả môi trường và đội xe của họ, thì xe buýt điện Model T có thể là câu trả lời. Theo Foxtron, đó là vì họ gọi nó là xe buýt đô thị phong cách. Công ty cũng tuyên bố rằng T đáp ứng các quy định và tiêu chuẩn của cơ quan quản lý vận tải liên bang FTA nhờ thiết kế và bảo vệ thân xe cứng cáp. Họ cũng tuyên bố rằng Model T đã phải đối mặt với 124.000 dặm thử nghiệm độ bền khi tăng tốc và 1.000 giờ kiểm tra độ bền cứng tại Trung tâm Nghiên cứu và Thử nghiệm ô tô ARTC. Chúng tôi hiểu điều này có nghĩa là xe buýt đã có ít nhất một số mức độ phát triển trước khi sản xuất mà mỗi phương tiện mới nhận được để xác nhận chức năng, sự an toàn của nó. Vâng. Về phần pin của nó, Foxtron tuyên bố rằng nó có thể chịu được nhiệt độ lên đến 752 độ, mang lại cho Model T phạm vi hoạt động 249 dặm và leo lên mức 25%. Xe buýt đô thị cũng sẽ có tốc độ tối đa khoảng 74,6 dặm một giờ. Foxtron nói rằng Model T sẽ cung cấp cho người lái trải nghiệm lái xe thoải mái và êm ái, đồng thời cho phép hành khách có một hành trình thoải mái và an toàn. Bản thân Foxconn cũng đang hướng tới mục tiêu đó. Như Jason So, phó chủ tịch Foxtron, kết luận SSTD 21 bằng cách nói Honhai đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc phát triển xe điện, bao gồm liên minh đối tác chiến lược, nghiên cứu và phát triển công nghệ quan trọng cũng như mở rộng một mạng lưới sản xuất toàn cầu. Chia sẻ hữu ích nhé!